Trong thời gian từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phong Điền tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 cho 1.483 thanh niên đủ điều kiện thuộc 7 xã thị trấn trên địa bàn. Năm 2022, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu tuyển và chọn 212 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 145 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 67 thanh niên tham gia công an nhân dân. Tại đây, các công dân được khám sàng lọc như kiểm tra chiều cao, cân nặng, dòng ngực, khám tim mạch, huyết áp, xét nghiệm máu, khám chuyên khoa về tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, vân vân. Tất cả các thanh niên trước khi đến khám đều thực hiện khai báo y tế và test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính tại các địa phương mới được đưa lên địa điểm khám theo đúng thời gian quy định.